Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, hợp tác kinh tế với Nga là một sai lầm. Biến cố Bucha tiếp tục gây ra các phản ứng tàn phá đối với uy tín của Nga trên trường quốc tế. Tại Đức, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier hôm nay thừa nhận rằng hợp tác kinh tế với Nga là một sai lầm. Nói cụ thể về đường ống Nord Stream 2 đã bị giải thể khi Nga xâm lược Ukraine, Tổng thống Steinmeier nói, tôi không tin rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ chấp nhận sự sụp đổ hoàn toàn về kinh tế, chính trị và đạo đức của đất nước vì sự điên rồ của chủ nghĩa đế quốc. Chính phủ Đức tuyên bố 40 nhà ngoại giao Nga là những người không được mong muốn. Ngoại trưởng Annalena Baerbock cho biết như trên mở màn cho hành động trục xuất 40 viên chức này. Ngoại trưởng Baerbock của Đức cho biết động thái này là một phản ứng đối với sự tàn bạo không thể tưởng tượng nổi mà Điện Cẩm Linh đã gây ra ở Ukraine. Baerbock nói, những hình ảnh từ Bucha nói lên sự tàn bạo không thể tưởng tượng nổi của giới lãnh đạo Nga và những người tuân theo tuyên truyền của nó với ý chí tiêu diệt vô biên. Mạc Tư Khoa cho biết quyết định trục xuất một số nhà ngoại giao Nga của Đức là không thân thiện và sẽ làm xấu đi mối quan hệ. Đại sứ quán Nga tại Berlin cho biết, việc giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại các cơ quan đại diện của Nga tại Đức một cách vô căn cứ sẽ thu hẹp không gian duy trì đối thoại giữa các nước chúng ta, dẫn đến quan hệ Nga-Đức ngày càng xấu đi. Thông báo này được đưa ra vào hôm thứ Hai sau các động thái tương tự của các đối tác Âu Châu trong những ngày gần đây như một phản ứng đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ngay sau tuyên bố của Đức, Pháp cho biết họ sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga trong khuôn khổ một hành động chung của Âu Châu. Trước đó, vào thứ Hai, Lithuania đã đuổi đại sứ Nga về nước. Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielius Landsbergis cho biết quyết định này được đưa ra vì Lithuania kinh hoàng trước những cảnh tượng tàn bạo khủng khiếp ở Bucha và các thị trấn khác ở Ukraine. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu khai quật tất cả các thi thể liên quan đến vụ Bucha. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet cho biết tất cả các thi thể cần được khai quật và xác định danh tính tại thị trấn Bucha của Ukraine để bảo đảm có thể điều tra các tội ác chiến tranh có thể đã xảy ra. Trong một tuyên bố, Bachelet cho biết cô kinh hoàng trước những hình ảnh thường dân nằm chết trên đường phố ở thị trấn Bucha của Ukraine. Các báo cáo xuất hiện từ khu vực này và các khu vực khác đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng và đáng lo ngại về các tội ác chiến tranh có thể đã xảy ra, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền quốc tế. Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết các nhân viên của họ trên mặt đất vẫn chưa thể xác minh các con số hoặc thông tin chi tiết mà các quan chức Ukraine báo cáo. Bachelet nói, điều cần thiết là tất cả các thi thể phải được khai quật và xác định danh tính để có thể thông báo cho gia đình nạn nhân và xác định nguyên nhân chính xác của cái chết. Cô cho biết cần thực hiện mọi biện pháp để bảo toàn bằng chứng. Điều quan trọng là tất cả các nỗ lực được thực hiện để bảo đảm có các cuộc điều tra độc lập và hiệu quả về những gì đã xảy ra ở Bucha để bảo đảm sự thật, công lý và trách nhiệm giải trình, cũng như các khoản bồi thường và khắc phục hậu quả cho các nạn nhân và gia đình của họ.